Rồi, xin chào cả nhà bữa tối nha. Đây, mình với thằng đệ mình có về một mớ xác máy của Alpha nha. Thì sẵn mình làm clip gửi đến anh em thợ, anh em bà con mình có ai cần thì liên hệ phố nha. Thì phố bán bao xô như gì? 1,8 triệu một cục nha anh em. 1,8 triệu thì anh em mình lựa thoải mái nha. Thì ở đây còn 9 cục nha anh em, 9 cục. Thì trước mắt thì anh em mình đầu lòng dên cặp lốc Alpha nha. Nói chung là sắt máy Alpha. Thì nói chung là máy bèo nha anh em. Thì máy bèo tiền nào của nấy nha. Đó. Máy là mình mua sao vậy bán vậy. Anh em nào có muốn trực tiếp lựa thì ghé tiệm mình lựa nha. Alpha nha. Máy bèo anh em mình mua về tăng trang hay là dọn hay là đá đồ gì đó thì tùy ý anh em nha. Thì nó kèm theo mấy coi xăng luôn nha. Mấy bình xăng này chắc hư hết rồi. Thì kèm theo coi xăng, một cái máy là một cái coi xăng. Thì giá 1,8 triệu nha anh em. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ cho phố nha. Rồi phố có để số điện thoại nha mọi người. Anh em bà con bình luận thì phố không có trả lời hết được thì anh em thông cảm nha, có gì gọi trực tiếp cho phố nha.